Nước trong cái bữa trước nè, bài hôm trước mình học là gì? Áp suất đúng không? Thứ nhất, khái niệm thứ nhất là trước khi mình học áp suất thì cái khái niệm đầu tiên là gì? Áp lực. Áp lực đầu tiên nó là một lực ha, như vậy được. Áp lực bản chất của nó là lực rồi. Áp lực là lực phải có hai yếu tố, nó đòi hỏi hai yếu tố, đó là gì? Lực gì? Lực ép. Và thứ hai nó phải có vuông góc với mặt bị nó phải nha. Áp lực là lực ép, thứ hai có vuông vuông góc với mặt bị ép. Phải đủ hai điều kiện này thì mới gọi là áp lực, thiếu một trong hai thì không gọi là áp lực. Bây giờ áp lực cô nói bản chất của nó là lực, như vậy mình sẽ ký hiệu là chữ gì? Ký hiệu là chữ chữ F đúng chưa? Lực là chữ F, đơn vị của lực là Newton đó. Bây giờ cùng là áp lực nhưng có khi nó gây ra cái tác dụng mạnh, có khi nó gây ra tác dụng nhẹ, hay mình nói là tác dụng lớn hoặc nhỏ. Thế cái tác dụng của nó gây ra, tác dụng của áp lực nó phụ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là áp lực càng lớn thì cái tác dụng nó càng lớn. Thứ hai là diện tích bị ép càng nhỏ thì tác dụng càng lớn. Hay mình nói cách khác, như chỗ này mình phát biểu như thế nào? Tác dụng của áp lực càng lớn khi, ý này là gì? Khi áp lực càng lớn, khi độ lớn của áp lực càng lớn. Và diện tích bị ép càng nhỏ. Đơn vị của áp lực là Newton. Đơn vị của diện tích bị ép. Đơn vị của diện tích bị ép là mét vuông. Rồi. Thế để đặc trưng cho cái tác dụng của áp lực, người ta mới đưa ra một cái khái niệm mới, đó là áp suất. Vậy thì mình có thể hiểu áp suất là cái tác dụng của áp lực, còn không thì con hiểu là cái khả năng đâm xuyên, cái khả năng đè nén nha. Rồi, áp suất được ký hiệu là chữ B nhỏ. B nhỏ nha. B thì bằng F chia cho S. Rồi. Trong đó F là áp lực. Bạn nào giỏi thì có thể nói là áp lực tác dụng lên một đơn vị, tác dụng lên cái diện tích bị ép. Tuy nhiên nói đúng chữ áp lực là được rồi. Đơn vị là Newton. S là diện tích bị ép. Đôi khi thì cô hay dùng cái từ là diện tích tiếp xúc này. Diện tích bị ép. Đơn vị của diện tích là mét vuông. Bắt buộc đổi sang mét vuông. Rồi, chị thử cái số không luôn. Để tôi tắt luôn. Vậy thì nếu như bạn này có đơn vị là Newton, bạn này đơn vị là mét vuông, như vậy áp suất sẽ có đơn vị là Newton trên mét vuông, chứ chưa? B sẽ có được. B chính là áp suất. Đơn vị của áp suất Newton trên mét vuông. Newton là tên nhà bác học, mình viết tắt tên ông, cho nên là chữ N viết in phòng mét vuông thì chữ M viết thường thôi. Ngoài ra còn có đơn vị khác nữa là Pascal. Chữ Pascal là cũng là tên một người, cho nên mình viết viết hoa nữa chứ. Pascal đó. Vậy thì hai đơn vị này bằng nhau, tức là một Pascal chính là một Newton trên mét vuông. Tùy mỗi người, mình thấy viết chữ Pascal tiện hay là Newton trên mét vuông tiện thì tùy mỗi bạn thôi. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ giải một số cái bài tập liên quan tới áp suất nha, để hiểu nhiều hơn.
Cô suy nghĩ vừa đọc đề suy nghĩ câu này trong vòng 1 phút rưỡi thôi, 2 phút thì nhiều quá đó, 1 phút 30 giây bắt đầu. Nè, 7.1, mời một bạn sửa nha. Hai bạn này, bạn khác chắc nghĩ mà. À, có mời ra không? Dạ thưa cô, là con chọn cô dê. Cô dê. Dạ, giống mẹ không nhỉ? Giống cô. Giống luôn. Rồi, bây giờ mình kiểm tra nha. Lưu ý, ở câu này là mình chọn áp lực như vậy, phân biệt cho cô áp lực với áp suất nha. Áp lực vậy nó chỉ là lực thôi chị em, còn áp suất là chữ b này sẽ phụ thuộc vào f và s đó. Đó, bây giờ áp lực có nghĩa là cái lực thôi. Bây giờ mình sẽ xét trường hợp nha. Lớn nhất, thứ nhất người đứng hai chân, như vậy cái lực mà người này tác dụng lên mặt sàn đó chính là trọng lượng của người đó. Câu B, người đứng một chân, giá cho này lên ha. Như vậy thì cái áp lực tác dụng lên mặt sàn này cũng là toàn bộ trọng lượng của người này, chỉ có điều là nó dồn vô trong một chân thôi, cũng là trọng lượng của người đó. Bây giờ câu C, người đứng cả hai chân nhưng cúi người xuống, cúi người xuống nha. Đứng hai chân nhưng không người xuống thì cái áp lực mà tác dụng lên mặt sàn này cũng là toàn bộ cái trọng lượng của người này, đúng chưa? Bây giờ cô D, cả hai chân nhưng cầm thêm quả tạ, đứng hai chân nhưng cầm thêm quả tạ. Bây giờ nếu như chỉ đứng một mình thôi thì trọng lượng thì cái áp lực chính là cái trọng lượng tác dụng lên, đúng không? Cái lực tác dụng lên cái mặt sàn chính là toàn bộ cơ thể của người này là trọng lượng. Bây giờ cầm thêm hai quả tạ, cầm ở đây lên hai quả tạ nữa, thì lúc bây giờ cái móc cái đồ đó. Rồi thì lúc bây giờ cái phần mà đè nén cái lực mà nén lên cái mặt sàn này, ép lên trên cái mặt sàn này gồm có trọng lượng của người này và trọng lượng của hai cái quả tạ nữa. Như vậy trong bốn trường hợp thì câu D là cái áp lực lớn nhất, mặt sàn vừa phải chịu áp lực của người và phải chịu thêm áp lực của cái quả tạ này nữa, được chưa? Mấy bạn còn lại con hiểu hết ha. Nhưng mà bây giờ với câu này nha, cũng với cái câu hỏi này, nhưng cô lại hỏi là trường hợp nào áp suất lớn?
Bỏ câu D đi, giờ bỏ câu D, còn lại 3 câu. Áp suất lớn, vậy thì muốn áp suất mình lớn, một là cái lực phải lớn, hoặc là cái diện tích tiếp xúc phải nhỏ. Mình đã bỏ cái trường hợp là cái lực lên, bỏ trường hợp là cái người cầm quả tạ này đi rồi. Vậy thì nếu như cô đổi câu D, và đề hỏi là áp suất lớn nhất, mình sẽ chọn câu nào? Cho cô đáp án đi. Có một bạn, cũng là hai bạn này, mời bạn. Rồi mà anh ơi. Có ba trường hợp nha. Đứng hai chân, đứng một chân, đứng hai chân nhưng mà phun người xuống, cúi người xuống thì trường hợp nào áp suất lớn nhất là anh Thư? Thưa cô, là con nghĩ là câu C. Câu C, tại sao anh Thư? Dạ tại vì chắc là mặt sàn nó sẽ chịu áp lực nhiều hơn thôi. À, vậy hả? Rồi cô cảm ơn. Bây giờ mình kiểm tra ha. Mặt sàn, người đứng hai chân. Trường hợp thứ hai, đứng một chân. Giở chân lên, nhưng mà cũng là người đó nha. Cũng là một người đó, như vậy thì cái lực này không đổi, chỉ ép không đổi. Bây giờ con kiểm tra, nếu như cái diện tích tiếp xúc càng nhỏ thì áp suất gây ra càng lớn. Như vậy trong trường hợp 1, 2 và thêm 3 nè, trường hợp số 3. Trường hợp trong 3 trường hợp này đều là cùng một người, như vậy thì nó có cùng cái lực rồi. Coi diện tích tiếp xúc nha, diện tích tiếp xúc trường hợp nào nhỏ nhất mấy bạn? Đứng gì? Đứng gì? Một chân. Hết hồn. Ừ rồi. Dạ. Là đã, chính xác, đứng một chân. Vậy thì đáp án của mình, nếu như cô đổi đề nha, nếu như cái đề đã được đổi và là tìm áp suất thì cái đáp án của mình sẽ là đứng một chân, hiểu chưa? Như vậy đi đến những cái chỗ đất mềm á thì người ta khuyên là bắt một cái tấm dán, nặng cho bắt một cái tấm dán rồi mình bước qua, ngoài cái việc là cho nó sạch thì cái diện tích của cái tấm dán này nó lớn lên nè, cái diện tích của tấm dán lớn thì làm cho cái áp suất mình nó giảm xuống, nó không bị lún ha. Rồi còn nếu như mà đi chế cái chỗ đất mềm mà đi càng nhón lên thì mình dễ càng dễ bị lún hơn, bởi vì khi mình nhón thì cái diện tích tiếp xúc của mình rất là nhỏ. Rồi tới đây con hiểu được cái bài này nha, cho qua bài tiếp theo. Bài này dễ, chỉ dựa vào công thức thôi, viết B bằng F. 1 phút, 2 phút đi, tại vì chữ hơi nhiều. Con làm con này trong 2 phút nha. Ba bạn này là tay cũ hay là chưa? Dạ tay mới. Tay mới nha. Hết giờ cho cô kết quả. À, tay mới vẫn là ba bạn. Bạn khác đâu mời thắng. Con nghĩ là câu C. Con nghĩ là câu C. Rồi, bây giờ
Nhìn nha, mặt hắn nhìn với con luôn nha. Trong công thức B bằng F với S, bây giờ con muốn mình thấy là B với F là tỷ lệ thuận, B với S là tỷ lệ nghịch. Nghịch là sao? Là các bạn tìm cái bạn này là phải chia cho chữ S. Các bạn này nằm dưới nè, anh này nằm trên, thì hai đứa này tỷ lệ nghịch ha. Tìm người này là phải chia cho người này, chia là nó nhỏ bớt. Bây giờ trong cả bốn, hai đáp án đầu là muốn tăng áp suất, hai đáp án sau là giảm áp suất. Cô kiểm hai đáp án đầu trước nha. Tăng áp suất, như vậy cô có hai cách, ba cách. Cách thứ nhất là tăng F, giảm hết. Rồi, tăng F, giảm hết. Như vậy câu này đúng. Đề kêu mình chọn câu không đúng. Câu tiếp theo, câu B nha. Muốn tăng áp suất thì giảm áp lực. Nó ngược lại đây. Như vậy câu này bị gì? Câu này bị sai. Rồi, nếu như câu này sai mình chọn thì hai câu này phải đúng. Cô kiểm ta tiếp hai câu này. Câu C, muốn giảm nha. Bây giờ muốn giảm áp suất của đó nè. Giảm áp suất. Bây giờ cô muốn giảm bằng này thì một là giảm F, hai là tăng S. Đúng chưa? Giảm F thì bạn này giảm theo, tăng anh này thì anh này giảm, tại hai đứa này nghịch với nhau mà. Như vậy tóm lại muốn giảm B, muốn giảm áp suất thì phải giảm áp lực. Vậy tới đây còn đúng nè. Giữ nguyên diện tích bị ép, coi được luôn. Tại vì con giữ nguyên cái này, chỉ cần giảm cái này là đứa này giảm. Nó là nằm trong cách thứ nhất, giảm bằng này thì này giảm theo, câu này đúng. Tiếp theo, muốn giảm áp suất thì bây giờ bạn giữ nguyên cái này và tăng diện tích bị ép lên nè. Tăng diện tích đúng luôn, như vậy câu D cũng đúng. Vậy tóm lại cái câu sai của mình là câu B mới đúng như vậy. Được chưa? Thắng hiểu cái chỗ này không Thắng ơi? À, chữ nó hơi nhiều nhưng mà con làm từ từ nha. Muốn tăng. Rồi bây giờ cô hỏi bằng Thắng nha. B bằng F chia cho hết. Cô sáu cái này. Bây giờ nếu như cô tăng hết, B sẽ như thế nào? Tăng S, B giảm. Đúng rồi. Bây giờ cô hỏi tiếp nha. Giữ nguyên chữ S, giảm giảm F, B sao? B giảm. Giảm, đúng rồi. Hai bạn này tỷ lệ thuận, con hiểu được chưa? Có nghĩa là thấy cũng hiểu được công thức. Nhưng mà lúc mà làm bài thì con kỹ kỹ hơn nha. Nó chữ nó hơi nhiều thôi, chứ nó cũng không khó lắm. Rồi, câu tiếp theo. Câu 7.3. Trong hai cái xẻng này, một cái là cái mũi của nó nhỏ, đúng vậy, một cái là mũi nó bằng, cái nào sẽ dễ nhấn vào đất, dễ xúc đất hơn? Rất dễ. Thêm cái nữa là tại sao hai phút quá là này mày, có nghĩa là muốn sáng vào trong đất, muốn nhấn vào trong đất, đó là đang nói tới áp suất, đúng chưa? Dễ hay khó? Dễ hay khó chính là áp suất. Đây, con mày Nhi, Thảo Nhi. À, dạ thưa cô, à, theo con nghĩ là loại xẻng có cái đầu nhọn nó sẽ nhấn vào đất được dễ dàng hơn. Tại cái hình B chứ nhỉ? Dạ. Rồi, dạ, tại sao? Dạ bởi vì cái diện tích bị ép của cái xẻng đầu nhọn nó sẽ nhỏ hơn là cái xẻng có đầu bằng. Thì đó thì cái áp suất của cái xẻng đầu nhọn nó sẽ diện tích nhỏ thì nó sẽ lớn hơn. Thì cái xẻng này dễ dàng. Dạ, dễ dàng là nhấn vào đất. Chính xác, câu trả lời của bạn đúng rồi ha. Con hiểu như thế này.
đối với cái sẻng đầu nhọn, khi con xúc cùng một cái lực của mình, rồi được là như cùng một lực của mình, có nghĩa là chữ ép không đổi, con nhấn hai cái sẻng này vào trong đó, thì lúc bấy giờ nếu như nhấn thì cái diện tích tiếp xúc, hay còn gọi là diện tích bị ép, tiếp xúc với chữ tiếp xúc cái phần như đây ra nè, so đây cô gọi đây là ớt của hình B hay diện tích hình B, rồi trong khi đó so với ở hình A diện tích tiếp xúc là nguyên cái phần này nè, thấy chưa, là nguyên cái phần ở dưới đây, đây là diện tích tiếp xúc ở hình A, thì mình dễ dàng mình thấy được diện tích tiếp xúc ở hình B như thế nào, rất là nhỏ, diện tích càng nhỏ, cái này không đổi rồi nha, diện tích càng nhỏ thì cái áp suất nó gây ra càng lớn, gây ra càng lớn thì cái vật này nó dễ xuyên vào trong lòng đất, mình dễ sắn hơn, thấy chưa, cùng là cái xẻng nhưng mà người ta sẽ thường ấy, bây giờ thì tới đây mình đã hiểu tại sao cái mũi xẻng người ta làm nhọn là đúng vậy. Vậy đi, trái tới cho nên mình giải thích ha, cô nói lại nha. Loại xẻng có đầu nhọn. Nhấn vào đất sẽ dễ dàng hơn. Đầu tiên là mình khẳng định, nhấn như bạn Nhi, dễ dàng hơn. Vì diện tích này, mấy bạn ghi chữ nha, diện tích bị ép nhỏ hơn cái loại xẻng đầu bằng, bây giờ khi cùng một lực, lực tác dụng khi cùng một áp lực nha, thì cái áp suất của xẻng đầu nhọn sẽ lớn hơn là sao, thì áp suất xẻng đầu nhọn lớn hơn. Mình hiểu được ý nghĩa của áp suất chưa? Áp suất là khả năng đâm xuyên, khả năng nhấn đè nén xuống đấy. Rồi 7.3 ha. Câu 7.4. 7.4 hỏi hai ý. A, B, C. Cả ba hình này đều là cùng một loại gạch. Cùng một loại gạch nha mấy bạn. À, nhưng mà người ta đặt trong tư thế khác nhau. Đặt trong tư thế đứng nè. Đặt trong tư thế cái cạnh ngắn nè. Đặt trong tư thế cái mặt mặt lớn nè. Cái này là mặt nhỏ nha. Mặt lớn. Thì bây giờ cô đặt mặt nhỏ nè. Cái này đặt trên cái mặt lớn. Hỏi hình nào áp suất lớn nhất là một ý. Ý thứ hai, hình nào áp lực lớn nhất, phân biệt hai bạn này. Rồi, suy nghĩ trong vòng 1 phút. Cái sàn cái rồi trả lời áp lực trước đi nha, tại tôi thấy cái áp lực nó dễ hơn. Áp lực mà hiểu là cái sức nặng, cái bản thân của cái vật đó. Rồi áp lực ở hình A, B hay C là lớn nhất. Nói đâu, cô mời Hoàng Vy. Áp lực. Áp lực hả cô? Ừ. Áp lực của A là lớn nhất. Rồi, tại sao vậy? Tại vì diện áp lực. Áp lực là gì? Là ép nha. Áp lực là C là nhỏ nhất, còn
A với hình B là bằng nhau. A với B bằng nhau. Vậy là A, A với B là bằng nhau. Còn cái C là cái nhỏ. Ý con vậy nha. Rồi, cho cô một cái giải thích sơ sơ tại sao mà mình lại chọn như vậy đi Vi. B là trọng lực nó bằng nhau. Ừ, rồi đây, có nghĩa là cái lực đè nén lên chính là trọng lượng của nó. Cái phần này đè nén lên chính là trọng lượng. Còn phần này? Cũng vậy thôi, cũng là nguyên cái cục gạch đó mà mình đổi tư thế như vậy thì cái lực nó nén lên là trọng lượng của nguyên viên gạch đó. Vậy thì cái kết luận ở chỗ này là sao Vi? Đúng rồi, chính xác. Ba cái này bằng nhau, áp lực ở hình A, B, C bằng nhau. Rồi, phân biệt được áp lực chưa? Rồi, được rồi, tôi cảm ơn. Bằng nhau. Yeah. Lực mà nó tác dụng lên cái mặt sàn ngay chỗ này chính là trọng lượng của vật. Cô phân biệt lại trọng lực với trọng lượng cho những bạn nào còn chưa hiểu nè. Năm lớp 6 còn mơ hồ thì bây giờ nói lại nè. Trọng lực là lực hút của trái đất, là lực hút của trái đất. À, như vậy nó là một lực nè, mà bữa mình học lực là một đại lượng gì? Vector. Mà một đại lượng vector phải có bốn yếu tố: điểm đặt, phương, chiều, độ lớn. Vậy thì cái độ lớn của trọng lực thì cô gọi là trọng lượng. Được chưa? Vậy trọng lượng chỉ là một yếu tố tạo nên cái trọng lực thôi. Lực này nó phải có bốn yếu tố, con hiểu được chưa? Độ mạnh yếu của cái trọng lực thì con gọi nó là trọng lượng. Lượng là số lượng, nó phải ra một con số luôn. Ví dụ như 8 Newton, 9 Newton. Còn trọng lực là nói chung chung. Vậy thì ngay chỗ này, cái lực mà tác dụng lên chính là toàn bộ cái trọng lượng của cái vật đè lên. Ở đây cũng vậy, ở đây cũng vậy. Như vậy cả ba trường hợp này, nếu như ba viên gạch giống nhau thì áp lực của nó bằng nhau. Rồi, xong áp lực. Bây giờ tới áp suất nha. Áp suất. Áp suất thì con phải coi đến hai yếu tố: B bằng F chia cho S. Lấy cho chữ B này nhỏ nè, còn bên này khác nữa nè. Rồi, bây giờ mình xét áp suất nha. Cho cô kết quả ngay chỗ này nha. Mời Long. Áp suất ở ba hình này, hình nào lớn nhất Long? Long ơi. Đúng nha, lớp mình đủ nha. Đi đâu rồi nhỉ? Đó, cô mời Phương Nguyên. Dạ, cô nghĩ áp suất ở hình A là lớn nhất. Rồi, tại sao? Dạ, cô, tại vì con thấy cái diện tích bị ép của nó nhỏ mà cái áp lực của nó thì lớn. Không, thật ra là áp lực là như nhau nha. Nào, ba đứa này mình đã khẳng định ba chữ F nó giống nhau. Rồi bây giờ nếu như diện tích nhỏ thì áp suất nó sẽ như nhau, lớn nhất. Có nghĩa là Phương Nguyên đã kết luận đúng ở chỗ là con nói là ở hình A, chỗ này áp suất lớn nhất. Tại vì thấy cái diện tích nó nhỏ, thì trong công thức của mình B bằng F chia S, S càng nhỏ thì B nó sẽ càng lớn. Còn chữ F này là nó như nhau đối với ba hình hồi nãy mình khẳng định rồi nha. Nha, áp lực nè. Rồi, bạn trả lời đúng ở chỗ này chứ em, con chỉ bỏ bớt một chi tiết là đừng nói cái câu là áp lực nó lớn thôi, tại vì áp lực nó đều như nhau trong cả ba hình, biết chưa? Yeah. Rồi, tiếp theo áp suất hình nào nhỏ? Áp suất hình nào nhỏ nhất nha? Mai Thịnh. Nếu coi theo con là áp suất hình C nhỏ nhất. Rồi, tại sao? À, tại vì cái diện tích tiếp xúc của nó nhỏ. Diện tích tiếp xúc nó là sao? Nhỏ. Nhỏ không? À không, nó lớn. Lớn nhất, đúng rồi.
nó nằm bẹp ra luôn như vậy. Diện tích tiếp xúc là nguyên cái mặt này nè, mặt trên này là cô vẽ mặt trên nhưng mà thật ra là nó tiếp xúc ở mặt dưới nha, nó giống như nguyên cái mặt như vậy luôn, nó nằm bẹp xuống luôn. Diện tích của nó rất là lớn nè, diện tích lớn thì anh này sẽ nhỏ xuống, áp suất nhỏ nhất, bạn cách lượng đúng rồi. Được thế này, như vậy nhận dạng thì đã nhận dạng xong, mình tính toán thử một vài bài nha. Lần trước mình đã bảo là áp suất của con ong khi mà nó đốt, khi mà nó chích đó, rất là lớn. Mà mình thì cũng sẽ cảm nhận được là nó sẽ đau hơn thiệt so với cái mũi dài cao gót. Còn bây giờ thì mình sẽ đi tính toán cụ thể coi cái áp suất của con ong gây ra là bao nhiêu. Mình sẽ tìm hiểu bài toán sau đây cùng nhau phân tích đề, sau đó cô sẽ cho thời gian tụi con tính toán nha. Khi đốt, lực tác dụng của nồi ong. Đây, lực tác dụng như chỗ này là gì con? Mình sẽ tóm tắt thành cái gì? Chữ F. F, lực tác dụng 10 mũ trừ 5 Newton. Thích nhật, tiết diện của nồi ong. Tiết diện thì người ta còn nói là diện tích của cái nồi con ong. Cái con ong vậy nha. Cái bình thường nó có cái đầu, có cái mỏ. Cái nồi ong của nó là cái nồi nhọn nhọn như này nè. Đó, nó sẽ chích vô cái da mình. Thì cái diện tích của cái nồi ngay chỗ này nè rất là nhỏ. Diện tích tiếp xúc, diện tích của cái nồi ong là 3 x 10 mũ trừ 12 cm vuông. Đó. Thế bây giờ cô mới nghiệm ra nè, ủa cái lực của nó cũng nhỏ xíu à, 10 mũ trừ 5 có nghĩa là gì nè, 1, 2, 3, 4 được rồi, lực của nó tác dụng có như đây. Vậy tại sao mà nó lại đau dữ vậy? Nguyên nhân là do áp suất thì tính bằng gì? F chia cho hết. Mặc dù cái lực này như thế nào nhỏ nhưng mà cái diện tích của nó như thế nào con thấy như thế nào, nó cũng nhỏ và nó quá nhỏ luôn. Chính vì diện tích tiếp xúc quá nhỏ cho nên áp suất nó gây ra rất là lớn, làm cho mình rất là đau ha. Đó. Bây giờ như vậy cô đã tóm tắt cho mình F, hết nhiệm vụ đưa con là tính cho cô áp suất của con ong gây ra, tính chữ B. Câu B, sau đó mình có áp suất của con ong rồi, các bạn sẽ so sánh lại cái áp suất của con ong so với áp suất của dài góc nhọn. Cô cho áp suất của dài góc nhọn luôn. Đấy. Dạ. Vậy thì nhiệm vụ của các bạn sẽ bắt đầu đi tính áp suất của con ong và so sánh nha. Nhưng mà trước khi tính áp suất của con ong, lưu ý là cái gì nữa? Ở đây có một cái chi tiết cần lưu ý, đó là con nên làm gì? Đổi cái gì? Đổi cái đơn vị. Rồi. Thế bây giờ bạn, những bạn nào cần nhắc lại cách đổi đơn vị từ cm vuông sang mét vuông? Những bạn nào cần thì giơ tay nha. Không ai cần hết, nghĩa là bạn nào cũng biết đổi đơn vị đúng không? Rồi, vậy là cô để im nha. Vậy là mấy bạn biết hết rồi, cô khỏi cần ấy. Lát nữa cô gọi bất kỳ nha, hả? Cần thì giơ tay cô nói. Đừng ngại mà. Rồi, vậy là biết nha, biết đổi đơn vị hết. Vậy mình sẽ làm bài này. Thì con làm trong vòng 5 phút. Sau đó cho cô biết áp suất của con ong là bao nhiêu. Nó gấp mấy lần so với áp suất của dài góc nhỏ. Rồi, 5 phút bắt đầu. Nhớ nha, không cần tôi nói, không cần tôi chỉ đổi đơn vị mà lát đổi sai là bị đổi nè.
Xong hết chưa mấy bạn? Xong hết chưa? Chưa hả? Bạn nào xong rồi thì con giơ tay lên để con viết nha. Đúng không được, sai cũng không sao, tại mình mới làm một bạn rồi. Xong câu A trước đi, xong bạn nào xong câu A thì con giơ tay lên. Câu B lát mình sửa chung, câu B dễ. Mới có một hàng ngàn á. Ngọc xong chưa Ngọc? Dạ chưa. Xong chưa hả? À. Rồi, mình sửa ha. Mọi người có một bản xong hả? Rồi, xong nhờ một bạn khác đi. Mời Tùng Vi, con sửa chung với mấy bạn nha. Alo Vi. Dạ cô, tôi làm rồi. Xong. À, không sao, vậy giờ mình làm chung với mấy bạn nha. Ngay chỗ này cô tóm tắt sẵn rồi. Lực tác dụng như vậy, cái chỗ này cô ký hiệu bằng chữ F. Dạ. Tiết diện, sau này mấy bạn gặp chữ tiết diện thì mấy bạn hiểu đó là diện tích á. Rồi.
tiết diện. Mặt khác ví dụ như cô đọc tới đây mà cô không hiểu đi, cái cô thấy là đơn vị nè, cm vuông có nghĩa là đơn vị của diện tích ha. S bằng 3 nhân mồi mũi trừ 12 cm vuông. Rồi ngay chỗ này con đổi ra làm sao Ngọc? Vi. Chỗ này con đổi ra làm sao? Đổi từ cm vuông sang mét vuông. Như nào? Làm như nào? Dạ là theo con nghĩ là em chia cho 3,6. Đâu phải đổi vận tốc đâu. Đổi vận tốc không mới chia 3,6 nha. Nè, đổi vận từ cho mét km trên giờ sang mét trên giây thì mới là đem chia cho 3,6 ha. Cái này là đơn vị của diện tích. Đâu kiến thức lớp 5 đâu nhỉ? Lớp 5, lớp 6 đâu? Quên rồi phải không? Biết chưa? Rồi, vậy giờ cô chỉ lại mấy bạn, những bạn chưa biết ha. Mai mốt kia, rồi tán đổi đơn vị. À, bây giờ nói thì làm liền ha. Cầm cái viết đỏ lên, đỡ từ cm vuông sang mét vuông. Con ghi ở trên phía đầu của trang vở, không có ghi trong lọt chẳng có trong này. Ghi đầu trang vở biết chi không? Đặng mai mốt ví dụ như mình chợt nhớ lại khi gặp một cái bài toán đổi đơn vị mà mình quên, thì con lật 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 trang vở, nhìn nó phía trên cái dòng màu đỏ là được. Hai dòng màu đỏ cũng được, viết chì cũng được. Ghi như này, cm vuông chuyển sang mét vuông. Rồi, làm cái động tác là đem chia cho nhiều, nhiêu nhỉ? Đó thì sang mét vuông, sang mét vuông chia cho mấy nhỉ? Chia cho đấy 100.000. 100.000 chưa đúng. Ồ phải rồi. Là 10.000. 10.000 đúng rồi. 10.000. Được không? Rồi con để sẵn cái mấy bạn còn lại ha. Áo sợ quên thì cầm cái viết đỏ lên ghi ở trên đầu trang vở luôn, ghi ở phía trên luôn á, chồi lên trên luôn. Trong cái trang vở thì ghi vậy. Để khi mình lật 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 là nó nằm ở phía trên dễ tìm, nó không có lẫn với bài tập của mình. Rồi. Ngoài ra còn một cách khác, hay do trong cái công thức của mình á, B bằng S chia cho S. Chữ S nó đã nằm dưới mẫu rồi mà con chia cho 10.000 nữa thì nó hơi bị xấu cái với lại là mình bị rối. Thì cô chỉ một cách khác. Chia cho 10.000 chính là nhân cho 10 mũ trừ 4. Như vậy ngay chỗ này thay vì cô bấm máy chia cho 10.000 thì cô để y nguyên số cũ là 3 nhân 10 mũ trừ 12 nhân cho 10 mũ trừ 4. Thì lát như vậy thì cái phép tính của mình nó nằm chung một chỗ, nó không có bị rớt xuống phân số. À, bây giờ như thế này, bạn nào hiểu được cách thứ nhất thì cứ hiểu, bạn nào hiểu được cách thứ hai thì cứ làm cách thứ hai. Nha, không ép buộc là phải nhớ cái này. Con nhớ cái này cũng được, chia cho 10.000. Chia cho 10.000 nha, chia cho tờ polymer nhỏ nhất, mạnh tờ polymer mạnh giá nhỏ nhất, 10.000. Nhớ nha. Bây giờ mình bắt đầu làm nha Tường Vi. Con A. Con ông bò vẽ tạm nên áp suất bao nhiêu thì mấy bạn tự ghi là giải. Con tự ghi là giải ha, lớn hết rồi, lớp 8 rồi. Rồi, ghi công thức, làm bài thì phải ghi công thức B bằng S chia cho O. Rồi Vi thay số cho cô nha. Dạ là S là nhiêu? Mũ trừ 5. Mồi mũ trừ 5 S. S là rồi. Cô xài lại số này đi nha. 3 nhân 10 mũ trừ 12 nhân 10 mũ trừ 4. Mũ trừ 4. Đọc đâu bấm máy cái số này ra, có lẽ nó sẽ ra một con số không tròn đó. Họ con số nào 10 mũ trừ 5 để với mẫu 3 nhân 10 mũ trừ 12 nhân tiếp cho 10 mũ trừ 4 bằng nhiêu? Giống nhau không? Dạ giống. Giống nha. Rồi 3,33 nhân 10 mũ 10 nhân 10 mũ 10. Rồi, cô cảm ơn. Đã được rồi. Như thế này tới đây, rõ ràng là cô thấy cái lực của nó yếu xìu hoặc có 10 mũ trừ 5 mà. Nhưng mà do cái diện tích này quá nhỏ, nhỏ dữ lắm, nhỏ con tưởng tượng 2 nhân 10 đổi ra mét vuông nè.
3 nhân 10 mũ trừ 12 trừ 4 là trừ 16 là như thế này nè, 1 2 3 4 5 6 diện tích của nó nè. Như vậy 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 mét vuông đó, cái diện tích nó nhỏ như thế đó. Và do chính vì cái diện tích này quá nhỏ cho nên đẩy dẫn đến là cái áp suất của nó nhỏ, nhỏ dữ, kết quả cái áp suất lại ra khổng lồ. Áp suất là 3,3 nhân 10 mũ 10 là như thế này. Áp suất thì lại là 3. 3 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11. Đây con số này rất là lớn đúng chưa? Mấy chục triệu luôn mà. Rồi. Tới đây giờ thì mình đã hiểu tại sao mà con ong nó lại tiếp đau như vậy rồi ha. Cái lực nó cũng không có mạnh lắm đâu, nhưng mà do cái tiết diện của nó quá nhỏ. Mình sẽ có cái vòng tròn này đây. Tiếp theo. À để nha. Câu B. Sau khi tính ra xong coi ra bây giờ một câu B mình so sánh nha. Cái bạn này áp suất của dài câu gót, cô gọi là dài, cái dài gót nhỏ FB của dài 1,1 nhân 10 mũ 8. Anh này là 10 mũ 10 cho nên cô đổi về 10 mũ 8 cho nó giống nhau. Đó. Trên máy tính thì mình sẽ đổi như thế này. 9, 6, 6 thì 7, 8, 333 nhân 10 mũ 8 nha. Bây giờ cái bạn này với bạn này cùng cái mũ, còn nếu như mình không cần để cùng mũ cũng chẳng sao cả. Giờ tôi đâu có biết đổi từ mũ này sang mũ kia thì tôi để y nguyên cái số cũ luôn cũng được luôn. Giao cho máy tính nó làm cái chuyện này. Bây giờ mình sẽ đi coi cái áp suất này nó gấp mấy lần cái áp suất đôi dài. Thì mình sẽ lập tỷ số nha. Áp suất của con ong trên áp suất của dài. Rồi con thấy số vô nè. Áp suất của ong là 3,3 nhân 10 mũ 10. 1,1 nhân 10 mũ 8. Bấm máy cho cô biểu thức này mấy trăm lần. Máy nhanh lên. Rồi Long. Alo. Bạn Quang Long ơi. Alo. Cho cô kết quả ngay chỗ này đi, bạn khác đi. Mày Thịnh, cái chỗ này có ngay nhiêu? Có máy chưa xong rồi. À, có máy như lên. Rồi, mấy bạn kia. Con nói được không cô? Hả? Con nói được, con biết kết quả rồi. Rồi, ngay nhiêu? Dạ, gấp 300 lần. Ừ, rồi. Cho nhanh. 300 lần. Như vậy mình thấy nha, áp suất của con ong gây ra gấp 300 lần so với áp suất của dài cao gót. Đào gấp 300 lần chứ phải chẳng đùa. Rồi, vậy tới đây, một mặt là mình biết được cái cách lập tỷ số, cái cách so sánh áp suất này so với áp suất kia. Một mặt đó là nhớ cái cách đổi đơn vị nha. Rồi, cô nói thêm về chỗ này, nếu như đề bài cho mình là mm vuông, con sẽ đổi sang mét vuông. Thì đem chia cho 1 triệu. Đó, bổ sung vô trên đầu dòng ha. Nếu như từ mm vuông chuyển sang mét vuông chia cho 1 triệu. Tôi ghi tắt sách xa ra đặng cho mấy bạn phân biệt được là mấy số không nè. Đó. 1 triệu chính là 10 mũ trừ 6. 1 là con đem chia cho 1 triệu, còn 2 là thả vô cái chữ 10 mũ trừ 6 luôn. Xong. Bắt đầu mình giải thêm một số bài tập nha. Rồi. Giải giùm cô bài tập sau đây. Tính áp suất.
À, dưới dạng từ lực nhân không? Người ta dùng một cái đột. Hai con tưởng tượng con giống như là một cái đục vậy đó, cái búa đục lên lỗ lên một cái tấm tôn. Rồi, miếng này là miếng tôn ha. Rồi, đục lỗ lên. Đục cái lỗ lên. Bây giờ nếu như diện tích của cái mũi đột là cái mũi này nè, diện tích nơi này là 0.4 mm². Thì vậy mình tóm tắt ở chỗ này được chứ gì mấy bạn? Diện tích là cái gì đó? Chữ S, đúng chưa? Áp lực S bằng 0.4 mm². Xong. Áp lực búa tác dụng vô, lấy cái búa đập lên đây như vậy, áp lực là chữ F 60 N. Tính áp suất. Quá dễ. Rồi, nhớ là đổi anh này sang mét vuông, rồi sau đó giải. 5 phút bắt đầu. Tôi ở bất kỳ nha, bài này dễ đó. Cách đổi đơn vị cô cũng đã hướng dẫn luôn rồi. Có cần nổi vô mấy bạn ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, sửa nha. Lần nào cũng mấy bạn này thôi, nhưng mà hát cho tay con vui đi. Sửa cô con này nha. Vi sửa, Hoàng Vi sửa cô con này ha Vi. Con tấm tắt xem. Alo. Rồi, con mở lớn lớn đi. Cái loa lớn lớn này được không? Đổi 0.4 đi. Nó nhỏ quá, không nghe được có chữ đổi thôi. Hết nghe luôn rồi Vi ơi. Nghe được chưa cô? Được, nhưng mà nhỏ lắm. Rồi thôi kìa, để cố gắng nha. Rồi con ghi đi, con học đi, đổi như thế nào? Là đổi 0.4 mm vuông thành 4 x 10 mũ trừ 7 mm vuông. Ừ. Sao ra được số này Vi? Là con chia cho triệu. Dạ, chia cho 1 triệu. Rồi, số này cần đổi không anh? Số nào cô? Số 560 Newton nè. Không. Không, rồi, xong, xuống dòng. Nhớ là làm bài phải ghi là giải nha mấy bạn. Là giải mấy bạn tự ghi. Rồi, con ghi công thức đi. À, P bằng F chia cho S. Là 60 chia cho 4 x 10 mũ trừ 7. Rồi. Ra kết quả luôn chưa? Ra rồi, để con đọc xong cái cô. Ừ. Cái con nhắc kia 150 triệu đúng chưa? Đơn vị là gì? Đơn vị là Newton trên mét vuông, hoặc là bạn nào ghi Pascal đều được. Rồi như thế này, cô viết lại cho gọn. Bạn nào giỏi thì con cứ gom gọn lại, còn không thì cứ trên máy tính bao nhiêu thì kê trên máy tính bao nhiêu là mang đầy đủ xuống nha, mang không rớt con số không nào nha. Trên máy tính bao nhiêu là con mang xuống kết quả bấy nhiêu. Rồi, đáp số hay không là do giáo viên của mỗi trường. Rồi, cô thì không cần mấy bạn đáp số, tại vì cô nghĩ là mấy bạn đã cực khổ lắm không mới tính được cái số này rồi. Có nhiều bạn cực khổ lắm mới tính ra được số này, cái số gần cái mấy bạn đáp số thì còn lại đáp số sai. Đáp số cái bạn ghi vậy, áp suất B bằng cái mang con số này thả vô 4 x 10 mũ trừ 7 thả vô. Cái mất công mình bị sai điểm, cho nên chỉ cần mấy bạn tính đúng là được trọn điểm, không cần đáp số. Không cần chứ không phải là cô bắt buộc là không đáp số nha. Nghĩa là với cô thì đáp số cũng được, không đáp số cũng được, nhưng mà tùy thầy cô của mấy bạn. Thầy cô mấy bạn khó thì phải đáp số, chứ cái đáp số là không có tính điểm, thiếu đáp số là không có trừ điểm trên cái khung. Được chưa? Rồi. Đó đây, mình thấy cái lực 60 Newton này nó cũng không quá lớn. Nhưng mà do cái diện tích của cái mũi đột này thì sao? Nhỏ quá, cho nên dẫn đến áp suất rất là lớn, mũi đột dễ xuyên qua. Vậy tưởng tượng bây giờ mình, nếu mình lấy một cái mũi đột để mình đục nha, mình đục cái miếng to mà lấy cái mũi đột có cái diện tích thật là lớn như thế này. Cái diện tích mà càng lớn thì áp suất nó sẽ nhỏ, cái khả năng đâm xuyên nó thấp lắm, nó không có, nó rất là khó xuyên qua đám to nha. Cho nên á, nhiều khi mình thấy cùng một người tác dụng lực như nhau, nhưng mà cái dụng cụ nó khác thì cái chất lượng, cái hiệu quả công việc nó cũng khác đi. Bây giờ mình sẽ làm một cái câu mở rộng thêm chút xíu. Được. Rồi. Câu này rất dễ.
không đổi đơn vị. Áp lực F bằng 600. Áp suất chữ gì? B bằng 3000 Newton trên mét vuông. Đề hỏi diện tích bị ép có độ lớn bao nhiêu? Diện tích là chữ chữ F rồi. Vậy thì nó không khó, nó chỉ là biến đổi B bằng F chia cho S. Con tìm lại chữ S giùm cô. 4 phút bắt đầu. Ba bạn ra giỏi nhiều hơn rồi đó. Thắng lên như Thắng. Dạ ra 0.2. Con ra giỏi rồi. Thắng sửa con này nha. S bằng gì? Công thức biến đổi cái. F chia B. Cắt chưa? Chắc. Quăng chữ S lên bên này với này. Đem chữ B qua. Nè, quăng chữ S bên với trái là tìm S. Không có chữ S là chữ B. Quăng qua bên với phải. Quăng chữ S lên. Đem B xuống. Rồi đúng. 60 chia cho 3.000. Ủa 600 cơ. 600 xin lỗi. 0.2. Đơn vị là gì Thắng? Mét vuông. Mét vuông đúng rồi. Bây giờ thấy như thế này. Cho cái số mình nói ấy quá, cô muốn mấy bạn đổi ra cho nó phù hợp với thực tế hơn là bao nhiêu cm vuông. Đó, Thắng đổi luôn cho cô nha. Dạ. Không phải ai đem bạn gì.
0,2 nhân cho nhiêu? 10.000. Đúng rồi. Thế chiều ngược lại 2.000 cm vuông. Dễ đúng không mấy bạn? Dễ không? Rồi. Bây giờ khó hơn một chút xíu. Rồi, nãy giờ mình đi qua từng chặn hết rồi. Rồi, có nghe. Một người tác dụng lên mặt sàn áp suất tự tâm tác. Diện tích của hai bàn chân, có nghĩa là diện tích tiếp xúc đứng bằng hai bàn chân thì diện tích này chính là chữ S. Đơn vị là mét vuông luôn rồi, quá khỏe. Như vậy trong tóm tắt ha, đề cho B, đề cho S. Con sẽ tìm ở đại lượng gì biết không? Tìm lại chữ F. Tìm chữ F một cái. Sau đó cô sẽ hỏi tiếp cái người này có khối lượng bao nhiêu, nặng bao nhiêu ký, trọng lượng bao nhiêu. Bây giờ tìm trước cho cô chữ F này. 3 phút bắt đầu. Mình tìm cái chữ F trước nha, rồi sau đó tôi hướng dẫn tìm trọng lượng và khối lượng. Yeah.
Rồi, sửa như thế con. Bạn Long. Alo. Long ơi có đâu không? Ước mơ nho nhỏ là được nghe tiếng của bạn Long. Đủ hết này chứ. Nít bạn bị gì rồi? Rồi, thôi nhờ bạn khác đi. Mày à. Mày Thịnh, con giải con này nha. Cô là tìm mẹ. P là bằng 1,7 nhân 10 mũ 4. Rồi. Dạ. S là bằng 0,3 mét vuông. 0,3. 0,3 mét vuông. Rồi, S là bao nhiêu tên ha. Bây giờ là cô nói cho những bạn trong nhóm mình. Thế bây giờ một người này đang đứng, bạn này gây áp lực mà hồi nãy mình có nói qua một lần. Cái lực mà bạn này tác dụng lên mặt sàn, cái lực này trong trường hợp của người đứng là cái gì? Là trọng, trọng lượng của người đó. Dạ dạ, anh giải thích. Dạ, F bằng con ghi công thức gốc trước đi, công thức ban đầu của nó, B bằng P bằng F chia S. Rồi, tìm lại chữ F. Dạ, F bằng B nhân F. Đúng bằng rồi. Dạ là bằng 1,7 bằng 1,7 nhân 10 mũ 4 nhân cho 0,03. Rồi, cho cô kết quả. Dạ bằng 510 Newton. 510 Newton. Cô cảm ơn. Tới đây là ổn nha. Rồi, cô hướng dẫn chung nhóm mình. Mình lập luận là vì người này đứng, người vì người này đứng, cô nói cho nó nhanh, người này đứng nên áp lực tiếp, áp lực của người này tạo ra là do trọng lượng. Rồi vậy thì tới đây, vậy trọng lượng là 510 newton. À, bây giờ tiếp nha, cô đố mấy bạn trọng lượng của một người là 510 newton. Vậy thì cái khối lượng của người này là bao nhiêu ký lô gam? Người này nặng bao nhiêu ký? Trời, mày mày ta mới đi nha. Trời, mày Thảo Nhi mà không? À, dạ lưu cô, khối lượng là bằng 51 kg. Sao con ra được số 51? À, dạ tại vì B bằng 10 nhân M nên là suy ra M bằng B chia cho 10 là con lấy 510 chia cho 10 là bằng 51. Chính xác, giỏi, rất giỏi. Mà tới đây là con đã kết luận là trọng lượng là 510 Newton này ha. B bằng 10 lần M, chỗ này không đọc là B bằng 10 mét nha. B là 10 lần M cho nên suy ra M. Con tìm lại M, tìm thừa số chưa biết, lấy tích chia thừa số đã biết. B, chữ B này là trọng lượng, thấy chưa, khác với áp suất rõ ràng. Cô gạch chân để mấy bạn nhìn thấy là chữ này là chữ in nè ha. Chia lại cho 10, B của mình là 510 chia cho 10 là 51 ký. Rồi, được chưa? Sau cùng thì mình cũng dễ dàng nhận ra nếu như bạn này 510 newton thì là 51 ký. Bây giờ cô thử với một bạn khác nha. Rồi mày Trường Vi, nếu như con nặng 50 kg thì trọng lượng con là bao nhiêu newton Vi? Dạ. Nếu như con cân nặng, lên cái cân cân được 50 kg thì trọng lượng con là bao nhiêu newton? Dạ là 500 newton. Ừ đúng rồi, 500 newton. Cái chữ lớn thì cái con số cũng phải lớn, chữ nhỏ thì số nhỏ ha. Rồi nhớ vậy. Tiếp lần nữa bạn khác nha. Anh Hư, nếu như một vật
có khối có cái trọng lượng là 800 newton thì cái vật đó có khối lượng là nhiêu anh thân? Alo anh Thư. Mất tiếng vậy. Alo. Anh Thư ơi. Đi đâu để hàm mất mấy bạn học nhớ canh điện thoại nhớ bạn ơi. Thắng, nếu như một vật có trọng lượng là 800 newton thì cái vật đó nặng bao nhiêu ký Thắng? 80 ký. Đúng rồi, nhờ cô hỏi con nha, con nặng bao nhiêu ký? Cả 60. Rồi, con 60 ký. Khối lượng của con là 60 ký. Vậy trọng lượng của con là bao nhiêu newton? 600 newton. Ừ, hiểu được chưa? Rồi, con cảm ơn em. Xong, như vậy tới đây, tới cái bài tập này thì mình học, mình biết thêm được. Một là biến đổi công thức. Hai là mình hiểu thêm nếu như cái người này đứng trên mặt sàn thì áp lực người này gây ra mặt sàn, cái lực đó đúng bằng trọng lượng của vật, trọng lượng của người đó. Rồi, cái kiến thức thứ ba đó là mình biết đổi giữa cái trọng lượng và khối lượng, dựa vào công thức B bằng 10m. Nếu như bạn nào không nhẩm được, không nhớ, không biết được là 50kg là 500 newton thì thôi con cứ viết B bằng 10m ra và tìm cái đứa còn lại thôi. Bài tiếp theo khó hơn chút xíu được không? Không khó mà nó chỉ nhiều hơn thôi, nó chỉ dài hơn thôi. Năm bài này nữa. Mình đọc qua cái đề này. Một bao gạo 60kg đặt lên một cái ghế 4 chân. Cái ghế này có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi một chân ghế là 8cm². Tính áp suất của cái chân ghế tác dụng lên mặt đất. À, cô vẽ sơ sơ qua cho các bạn dễ nhìn. Cái ghế trên này cô đặt một cái bao gạo. Bản thân của cái ghế này là 4kg. Bây giờ trên này cô đặt một cái bao gạo. Nhưng mà cái bao gạo này nó có chạm đất không nhỉ? Không. Bao gạo này không chạm đất. Bao gạo này 60kg. Như vậy, đặt trên cái ghế thì cái mặt sàn của mình, cái mặt sàn nó sẽ chịu cái áp lực do ai gây ra? Do cả cái bao gạo và do cả cái ghế này gây ra. Đúng chưa? Rồi, một mặt. Diện tích tiếp xúc ở đây một chân ghế. Một chân ghế là 8cm². Nhưng mà mình tổng cộng là mấy chân ghế đấy bạn? 4 cái chân ghế. Đúng chưa? Tính áp suất. Rồi bây giờ B bằng F chia cho S. Nhiệm vụ của con sẽ đi tính cái lực tác dụng. Rồi đi tính cho F nè. Tính cho F ở trước nè. Cô đem này xuống dưới nè. Rồi. Nhiệm vụ của mình là sẽ đi tính áp suất B bằng F với S. Bây giờ mình đi tính lực tác dụng tức nha. Lực tác dụng là do gây ra là do cái bao gạo và do cái mặt bàn, đúng chưa? Cái ghế này. Rồi. Tuy nhiên mình sẽ cộng hai cái lực này lại. Mặt khác lực tác dụng là đúng bằng cái trọng lượng của nó. Như vậy nhiệm vụ của con lại đi đổi cái trọng lượng của bao gạo 6kg là bao nhiêu newton. Trọng lượng của cái bàn, cái ghế là bao nhiêu newton. Sau đó mình tính trọng lượng chung. Trọng lượng chung bằng cách cộng hai bạn này lại. Đúng chưa? Vậy thì lúc đó giờ mình sẽ ra được chữ F. Tới đây mấy bạn còn hiểu không mấy bạn ơi? Cái lực tác dụng lên cái mặt sàn của mình là do cái bao gạo và do cái ghế. Cho nên cô sẽ cộng hết của gạo và của ghế. Rồi, tính trọng lượng của gạo nè. 60kg con sẽ đổi sang newton. Tính trọng lượng của cái ghế nè.
4 kg con sẽ đổi sang Newton. Rồi mình cộng gom lại hết nguyên chữ B này cộng gạo với ghế lại có nó ra bao nhiêu, thì đó chính là cái lực tác dụng. Bây giờ tới diện tích tiếp xúc. Diện tích tiếp xúc cái vật của mình tiếp xúc với cái mặt sàn bởi 4 cái chân ghế, như vậy diện tích tiếp xúc thì mình sẽ lấy diện tích của một cái chân ghế nhân lên cho mấy, nhân lên cho 4. Rồi nó sẽ ra nó bao nhiêu cm vuông đó, con đổi sang mét vuông. Có hai số liệu ngay cái chỗ khu phanh, có hai cái chỗ số liệu ngay cái hai cái dòng màu đỏ này, thì mình sẽ lấy F chia cho S. Thì con làm trong 7 phút không cả. Bạn nào giải xong thì không giơ tay để cô biết nha. Được rồi, hát nhật. Rồi cô. Ủa, dạ. Thank you.
Hai bạn xong. Rồi, mình sửa chung hết luôn. Cô tạm thời xóa mấy cái này. Mời một bạn giải nha. Dạ Hân. Như chỗ này, trong bài làm thì con đừng có vẽ tùm lum ngoạc ngoạc như giống cô nãy nha. Nãy cô chỉ vẽ để cho mình dễ hiểu thôi. Dạ. Dạ giờ, dạ giờ giải từng câu luôn hả cô? Ừ, con tóm tắt lại nha. Thứ nhất, bao gạo 60 kg. Dạ tóm tắt là, dạ em con ghi là M1. Đúng rồi, M1. Vậy là con mặc định gạo là cái vật số 1. Như mấy bạn, bạn quy ước gạo là số 1, cái ghế là số 2. Rồi. Dạ M1. Có còn đỏ ra luôn cô? M1 là 60 kg, là đơn vị. Dạ M1 là 60. Dạ, rồi. Dạ trong đời giải mới đổi con lộn. Vậy con đổi đây luôn được, đồng ý. Tại vì cái này là cái kiến thức của lớp 6, cho nên ví dụ như đây con suy ra B1 luôn, cô cũng đồng ý luôn. À dạ, suy ra B bằng 10 nhân M, B1 bằng 10 nhân M1. Dạ bằng, con ra lên, dạ bằng 10 nhân 60 bằng 600 newton. Rồi, cô cảm ơn. Tiếp theo con bấm đó. Dạ, M2. Dạ bằng M2 bằng B2. Suy 4 kg. Suy ra B2 bằng 10 nhân cho M2 bằng 10 nhân cho 4 bằng 40 newton. Rồi. Diện tích tiếp xúc là chữ gì nữa? Chữ S. Dạ S. Nhưng mà ghi có một chân thôi cho nên cô ghi S1 là 8 cm². Con tìm luôn diện tích hay là con đổi đơn vị trước rồi mới tìm? Đổi rồi mới nhân hay là nhân rồi đổi? Dạ con đổi rồi mới nhân. Rồi đổi luôn nha. Dạ. Con ra là 0.0008 m². Rồi. Nghe có là giải qua đây nhân hay là nhân bên này luôn? Dạ con nhân bên là giải. Rồi ok, qua này. Dạ nãy tìm trọng lượng của bao gạo với cái ghế rồi, giờ mình tìm trọng lượng của cái hai hả cô? Ừ rồi, trọng lượng của cái hai. Dạ. Trọng lượng của bao gạo và cái ghế là 600 newton cộng cho 40 newton bằng 640 newton. B bằng B1 cộng B2. Dạ. Khẳng định luôn đây chính là cái lực nó gây ra ha, áp lực. Dạ. Bằng 600 cộng 40 bằng 640 newton. Rồi, cô dặn mấy bạn còn lại là nếu như con ghi B1 cộng B2 thì phải thế B1 trước nha. Cô luôn nói cái này hoài luôn. Dạ
Lực lớp đà x bằng 0,008 mét vuông nhân cho 4. Công thức đi ha. Này là x1 nhân cho. Dạ. Dạ con hết thấy màn hình rồi cô. Ủa? Mấy bạn còn lại thấy không mấy đứa? Vẫn còn. Thấy rồi. Thấy. Vậy hôm nay con bị thoát hay sao? Ủa, nếu mà bị thoát thì đâu phát biểu được. Dạ chắc máy con bị á cô. Hay hả? Rồi vậy con cứ đọc đi nha, con cứ đọc bài làm con đi. Thì có gì quan sát lại, em con xem lại cái video phút sau cũng được. Dạ hư cô là F bằng không phải 0,008 nhân 4 nha. 0,008 mét vuông nhân cho 4. Rồi. Chỗ này. Dạ bằng 0,0032 mét vuông. Có mấy số 0 sao với phải? Dạ 2 số 0. Rồi 0,032 chứ hả? Dạ đúng rồi. Mét vuông. Xong, như vậy có chữ F, có chữ hết, không tìm lại áp suất. Dạ thưa cô, là giải là áp suất của các chân ghế tác dụng lên mặt đất là. Đúng rồi. Dựa vào cái câu hỏi để mình đặt cái lời giải nha. Dạ. B bằng. Dạ B bằng F chia S. Đúng. Dạ bằng 640 chia cho 0,0032. Dạ bằng. Dạ bằng 200.000 N trên mét vuông. 200.000. Nó là bằng luôn, nó chẳng số luôn nha. 200. Dạ. Đọc là Newton trên mét vuông. Ừ, còn cái N là N trên M mũ 2 ha. Nhưng mà đều đọc dạ. Như rồi xong. Cô cảm ơn, rất giỏi, bạn làm đúng hết nha. Con hiểu được cái bài này không? Cái bài này là cái mặt sàn nó chịu áp suất của hai vật là cái bao gạo với cái ghế, nhưng mà tiếp xúc là chỉ tiếp xúc có cái phần cái chân ghế thôi nha, mà bốn chân thì mình nhân lên. Như vậy đây là một bài tổng hợp rất là nhiều dạng nè. Thứ nhất là chịu tác dụng của hai vật. Thứ hai là diện tích tiếp xúc. Chỉ diện tích tiếp xúc chỉ có một vật, rồi phải đổi đơn vị. Đổi đơn vị của diện tích, rồi phải đổi chuyển sang trọng lượng, phải tính trọng lượng. Trọng lượng. Rồi. Ví dụ như chỗ này có một bạn con quên ghi chữ F. Rồi quên ghi chỗ F thì người ta sẽ bắt mẻ mình ngay chỗ này là B bằng F chết. Ủa F đâu? Cái chỗ nào tôi đâu thấy chỗ nào F cao 640. Tôi chỉ thấy 640 là B thôi. Vì vậy mình gán thêm chỗ này vô chữ F vô ha, mình gán giống như. Rồi. Tại vì cái lực nó gây ra là do trọng lượng của hai bạn. Hai bạn thì cộng bằng 1 cộng bằng 2. Tới đây tụi con hiểu bài không? Tường Vi hiểu cái chỗ này không Vi? Dạ hiểu. Hiểu, Thắng hiểu không thì Thắng? Con hiểu chỗ nào? Alo. Đi ăn cơm mà hả Thắng? Rồi như thế này. Tới đây thì mình sẽ gần cái bài tập về áp suất. Cô nói đi một xíu.